Cô thân chào các em học sinh khối 6. Hôm nay cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học trực tuyến này. Chắc hẳn khi các em nhìn vào những bức ảnh này, mỗi chúng ta sẽ có một suy nghĩ riêng về lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng của dân tộc ta. Các em ạ, chính tinh thần bất khuất, kiên cường, một lòng chống giặc bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc đã ăn sâu vào tâm khảm của bao nhiêu người dân Việt Nam yêu nước thương nòi, là nguồn gốc của một số hội thi truyền thống của dân tộc ta. Một trong số đó là hội thi mà chúng ta sẽ được tìm hiểu ở bài học ngày hôm nay. Đến với bài 1, lắng nghe lịch sử nước mình. Ở tiết 6 này, chúng ta tiếp tục đọc kết nối chủ điểm với tác phẩm Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Tác phẩm này của Minh Như, văn bản gốc do tác giả cung cấp. Bây giờ chúng ta cùng vào tìm hiểu tác phẩm các em nhé. Ở văn bản này, chúng ta cần chú ý vận dụng kỹ năng đọc để hiểu được trọn vẹn nội dung của bài văn, đồng thời biết liên hệ, kết nối với văn bản thánh gióng, sự tích Hồ Gươm để hiểu hơn về chủ điểm lắng nghe lịch sử nước mình. Mục tiêu của bài học về kiến thức, chúng ta nắm được kiểu văn bản thuyết minh, thông qua đó hiểu thêm về vẻ đẹp của con người Việt Nam và nhận biết ý nghĩa văn hóa giải trí qua hội thi. Về năng lực, xác định được thể loại, bố cục của văn bản, nhận biết đặc điểm của văn bản thuyết minh, rút ra ý nghĩa của văn bản. Về phẩm chất, văn bản khơi gợi trong chúng ta lòng yêu nước, ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc. Thông qua đó, ta cảm nhận được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong lao động. Và với chủ điểm kết nối văn bản thánh gióng, sự tích Hồ Gươm, các em sẽ hiểu hơn về chủ điểm lắng nghe lịch sử nước mình. Để có thể tìm hiểu được văn bản này, cô trò chúng ta cần phải khám phá hết chặng tri thức gồm 5 bước. 1. Khởi động. 2. Trải nghiệm cùng văn bản. 3. Suy ngẫm và phản hồi. 4. Luyện tập. 5. Vận dụng. Để bắt đầu bài học, sau đây chúng ta cùng đi vào phần khởi động. Các em hãy nhìn những hình ảnh dưới đây và cho cô biết chúng liên quan đến những lễ hội nào ở nước ta. Có phải chúng rất quen thuộc không các em? Có bao nhiêu bạn đã đoán đúng hết những hình ảnh này vậy? Sau đây, cô giới thiệu với chúng ta những lễ hội tưng bừng vô cùng đặc sắc mà có thể các em đã được tham dự. Đầu tiên, đó là lễ hội cồng chiêng ở Tây Nguyên. Tiếp theo, lễ hội đua thuyền. Thứ ba là hội vật. Và cuối cùng là lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn. Đây là những lễ hội đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt, đã trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa của ông cha ta. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu 4 lễ hội đặc sắc ở các địa phương. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm văn bản. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 27, 28, 29. Sau đây, cô sẽ đọc mẫu một đoạn trong bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Những đoạn còn lại các em tự đọc nhé. Ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, có làng Đồng Vân bên dòng sông Đáy. Nhân dân sinh sống bằng cấy lúa, trồng màu và có nghề đan lát rổ rá. Hàng năm cứ đến ngày rằm tháng giêng, làng Đồng Vân thường mở hội rước nước, hát chèo và thổi cơm thi. Hội thổi cơm thi ở đây có nhiều nét độc đáo về quy trình lấy lửa cũng như cách nấu.
đậm màu sắc hài hước dân gian. Người dự thi được tuyển chọn từ các xóm trong làng. Các em ạ, các em có thể bấm dừng video để đọc tiếp văn bản, sau đó các em quay trở lại video để nghe cô giảng bài nhé. Nào, bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu khái quát về văn bản. Về thể loại, đây là một văn bản thuyết minh thuật lại một sự kiện lễ hội, giới thiệu lễ hội. Ở đây là hội thi thổi cơm ở Đồng Vân. Các em chú ý, chú thích ở sách giáo khoa trang 27, các từ sông đáy, chèo, dân hương, thành hoàng. Để hiểu thêm nghĩa của các từ này, các em tự xem ở sách giáo khoa nhé. Chúng ta tìm hiểu về bố cục của văn bản. Văn bản này được chia bố cục làm 3 phần như sau. Phần thứ nhất là từ đầu cho đến được tuyển chọn từ các xóm trong làng. Nội dung chính là giới thiệu hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Phần 2, từ bắt đầu vào hội thi đến lao động mệt nhọc. Nội dung nêu lên những nét tiêu biểu của hội thi. Phần 3, phần còn lại nêu lên giá trị văn hóa, lịch sử của hội thi. Sau đây chúng ta cùng đi vào phần quan trọng nhất của văn bản, đó là phần suy ngẫm và phản hồi. Các em thấy hội thi được diễn ra ở đâu, vào thời gian nào? Về phần địa điểm, hội thi được diễn ra ở xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, làng Đồng Văn bên dòng sông Đáy. Về thời gian, thời gian diễn ra đó là vào rằm tháng giêng hàng năm. Đây là một hội thi có sức ảnh hưởng lớn đối với đời sống văn hóa, tinh thần, thể hiện sự trân quý của người dân đối với các giá trị truyền thống tốt đẹp của ông cha ta. Vậy, chúng ta đi vào tìm hiểu nguồn gốc và mục đích của hội thi. Về mục đích, ở đây em thấy trai tráng trong làng đua tài khỏe mạnh, thông minh khi lấy lửa, gái làng thì thể hiện sự khéo léo để có cơm dẻo tiếp binh lương. Hội thi còn vang lên những tiếng cười hồn nhiên, sảng khoái của người nông dân sau những ngày lao động mệt nhọc. Qua hội thi này, mỗi chúng ta có ý thức giữ gìn, phát huy những nét đẹp cổ truyền trong sinh hoạt, đặc biệt là trong thời đại ngày hôm nay. Về nguồn gốc, hội thi thổi cơm bắt nguồn từ cuộc trải quân đánh giặc của người Việt cổ bên dòng sông Đáy xưa. Các em ạ, cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm luôn đòi hỏi chi viện về lương thảo một cách nhanh gọn và chu đáo. Nhu cầu về miếng cơm thơm ngon và dẻo ngọt trở nên hết sức cần thiết. Chính điều đó mà hàng năm, những thế hệ của làng Đồng Vân đã tổ chức hội thổi cơm thi để vừa rèn giũa sự nhanh nhẹn, khéo léo, vừa tiếp nối trò chơi dân gian tốt đẹp của ông cha ta. Và trong hội thi này, chúng ta đã bắt gặp được những trò chơi dân gian độc đáo, những điều thú vị. Điều này chúng ta có thể theo dõi ở phần diễn biến của hội thi. Các em ạ, nhìn vào ba hình ảnh sau đây, các em sẽ phần nào đoán được diễn biến của hội thi sẽ trải qua giai đoạn nào. Và đây, hình ảnh đầu tiên là giai đoạn lấy lửa, chuyển lửa, nhóm lửa. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chế biến gạo. Và giai đoạn thứ ba là đun nấu làm chín cơm. Các em ạ, sau đây là thứ tự các giai đoạn của hội thi.
Em nhìn vào bảng kẽ của cô và em sẽ thấy được các công đoạn, các hạng mục và luật lệ của cuộc thi. Vậy thì giai đoạn đầu tiên đó là gì? Đó là việc lấy lửa, chuyển lửa, nhóm lửa ở đây vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn và cam go. Sau khi tiếng trống báo hiệu vang lên thì bốn anh thanh niên của bốn đội sẽ thực hiện một công việc hết sức khó khăn, đó là trèo lên thân cây chuối với một cái tâm thế là nhanh nhẹn, sức khỏe tốt. Các anh thăng thoát trèo lên, nhưng thân chuối lúc này vô cùng trơn trượt, khó leo. Để có thể lấy lửa thì phải vót mảnh tre già thành chiếc đũa bông để châm lửa. Việc leo lên thân chuối như thế này hết sức khó khăn. Và xung quanh là những tiếng reo hò ủng hộ, thậm chí là có cả những cái tiếng cười trêu đùa châm chọc khi các anh leo lên rồi lại tuột xuống vì thân chuối quá trơn. Có những người dường như muốn bỏ cuộc nhưng sau cùng vẫn cố hết sức để leo lên được ngọn chuối, trong tiếng vỗ tay reo hò vang dội của đám đông ở phía dưới. Công đoạn thứ hai em thấy cũng hết sức khó, đó là việc chế biến gạo. Việc chế biến gạo này thường thường được do những cái bàn tay của các chị em phụ nữ làm. Và đặc biệt ở chỗ là ở đây các chị em phải dùng cối, thường là cối đá, để xay, giã, dần sàng từ lúa thành gạo trắng. Bên cạnh đó phải lấy nước. Giai đoạn thứ ba đó là đun nấu làm chín cơm. Cái công đoạn này cũng hết sức phức tạp. Bởi vì sao? Bởi vì phải chờ nước được tiếp đến ở những cái chun, cái vại rất là nhỏ. Và nấu cơm trong một cái hoàn cảnh hết sức khó khăn, đó là nồi cơm thì được treo ở trên cành cong hình cánh cung, uống về trước mặt, uống lượng trên sân đình. Và các em thấy rằng là cái cách nấu cơm như thế này á rất là khó. Vì sao? Vì trong một cái không gian rộng như thế thì lửa thường bạc đi, và một người thì cầm cái nồi cơm, niêu cơm như thế, một người thì chạy theo để đun lửa phía dưới. Nấu cơm trong hoàn cảnh này khó khăn quá các em nhỉ. Và không phải chúng ta muốn nấu cơm trong bao lâu thì tùy chúng ta đó nha, mà phải có thời gian. Thì thời gian thì chỉ trong khoảng 1 giờ rưỡi là phải nấu xong nồi cơm, với một yêu cầu về chất lượng cũng cực kỳ khó nhằn, đó là gạo thì phải trắng này, cơm phải dẻo và không cháy. Ôi, chúng ta thấy việc nấu cơm diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn, phải không các em? Các em thấy cuộc thi diễn ra rất vui nhộn, tràn ngập tiếng cười, và lẫn trong không khí ta như ngửi được mùi thơm của gạo mới này, mùi khói từ những đống lửa được nhen từ những thân tre già, và cả những tiếng cơm sôi lách tách xen lẫn những bước chân uốn lượn trên sân đình. Hầu hết các đội đều hoàn thành việc nấu cơm, nhưng em thấy chỉ những niêu cơm với tiêu chuẩn khắt khe mới đạt được điểm cao và giành được giải. Quá trình chờ đợi, ban giám khảo thẩm định cho điểm cũng vô cùng hồi hộp bất ngờ, phải không các em? Như vậy em thấy qua hội thi này, em cảm nhận được gì về vẻ đẹp của con người Việt Nam? Để có thể trả lời được câu hỏi này thì em thấy là rõ ràng mỗi đội dù khó khăn đến mấy nhưng sau cùng họ cũng hoàn thành phần thi của mình với những niêu cơm và trình ra trước ban giám khảo, phải không các em? Vậy thì do đâu mà có được cái sản phẩm như thế? Đó chính là sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý của mỗi thành viên với nhau, và thông qua đó chúng ta thấy được sự khéo léo, sáng tạo, ứng biến nhanh
phối hợp nhóm nhịp nhàng, ý thức cộng đồng, tinh thần đoàn kết cao. Em thấy trong lao động, trong sản xuất và trong chiến đấu, nhân dân ta luôn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết cùng ý thức cộng đồng rất cao, giúp đỡ nhau để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoàn thành mọi thử thách. Và thông qua đó, ta biết thêm, hiểu thêm, cảm nhận được sâu sắc những phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam ta. Sau đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu ý nghĩa của hội thi. Như vậy, những lễ hội như hội thổi cơm thi ở Đồng Vân cho em biết điều gì về lịch sử và văn hóa của dân tộc? Sau đây, cô giới thiệu cho các em một số lễ hội diễn ra ở ba miền Bắc, Trung, Nam của đất nước ta. Hiện lên với chúng ta là hội núi Bà Đen, hội chùa Keo, hội Liêm, hội cầu ngư. Các em thấy ở vùng miền nào thì những lễ hội cũng thể hiện những bản sắc văn hóa vô cùng độc đáo, vô cùng riêng biệt và giàu cái màu sắc tín ngưỡng của từng địa phương của nhân dân ta. Như vậy, hội thi đã thể hiện được nét đẹp truyền thống của con người Việt Nam, qua đó cũng bộc lộ những phẩm chất khéo léo, sáng tạo, ứng biến nhanh. Hội thi như một cách thư giãn tinh thần, rèn luyện sức khỏe, nâng cao ý nghĩa cuộc sống. Ngoài ra, những hội thi còn thể hiện sự đoàn kết, ý thức cộng đồng của nhân dân ta. Qua các hội thi, chúng ta hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội xa xưa của cha ông ta được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Qua đó, những hội thi cũng tôn vinh những nét đẹp của văn hóa dân tộc, đặc biệt là nghề trồng lúa nước, đề cao lao động. Sau đây, chúng ta đi vào phần tổng kết về giá trị nghệ thuật. Đây là một văn bản thuyết minh với ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ. Về phần nội dung, đã tường thuật lại diễn biến của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân, ca ngợi vẻ đẹp của con người Việt Nam và thông qua đó tôn vinh những nét đẹp truyền thống của văn hóa dân tộc. Các em thân mến, qua phần kết nối chủ điểm thì cùng với tác phẩm chúng ta đã học như Thánh Gióng, Sự Tích Hồ Gươm thì hội thi thổi cơm ở Đồng Vân đã giúp ta hiểu thêm về lịch sử, về những lễ hội của cha ông ta lưu truyền qua nhiều thế hệ và tôn vinh được những nét đẹp của văn hóa dân tộc, đề cao lao động, đặc biệt là nghề trồng lúa nước. Và hội thi này cũng một lần nữa khẳng định lại tinh thần yêu nước, phục vụ cho những cuộc kháng chiến hào hùng oanh liệt của dân tộc ta. Các em thấy không? Mỗi một truyền thuyết, mỗi một sự kiện, mỗi một nhân vật lịch sử thường gắn với một lễ hội cụ thể. Và chúng ta có thể kể ra một ví dụ để minh chứng cho điều này. Ví dụ như các em đã học được văn bản Thánh Gióng rồi này, thì có một nhân vật nổi bật, đó là Thánh Gióng, người anh hùng ở làng Gióng, có phải không? Và nhân vật này liên quan, gắn liền với các lễ hội dân gian. Ở đây là hội Gióng, được tổ chức ở quần thể khu di tích Đền Sóc, với nhiều cái lễ rước, lễ dân hương, lễ hóa voi, ngựa. Và hội Gióng ở Sóc Sơn được tổ chức linh đình, chuẩn bị chu đáo với sự tham dự của rất đông nhân dân các làng lân cận. Như vậy, lịch sử văn hóa có một sự liên quan mật thiết với nhau, và trong mối liên quan đó thì những giá trị tốt đẹp trong nếp sống, trong văn hóa tinh thần của cha ông ta cần được giữ gìn và phát huy, đặc biệt trong thời đại mới. Chúng ta cũng phải biết
tìm hiểu về cội nguồn, về lịch sử của dân tộc để thấy yêu hơn những lễ hội, hiểu hơn về truyền thống yêu nước, bất khuất, sự kiên cường của ông cha ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ở phần vận dụng, em hãy giới thiệu với các bạn một lễ hội truyền thống ở quê em bằng nhiều hình thức như vẽ tranh, quay video, viết một bài văn giới thiệu, và hãy cho các bạn biết ý nghĩa của lễ hội đó nhé. Phần hướng dẫn về nhà, các em đọc kỹ lại văn bản, nắm chắc các nội dung ở phần suy ngẫm và phản hồi. Em thực hiện yêu cầu ở phần vận dụng và chuẩn bị bài, tri thức tiếng Việt và thực hành tiếng Việt, từ đơn, từ phức, từ lấy và từ ghép em nhé. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và luôn khỏe mạnh nhé. Thân ái, chào các em. Hẹn gặp các em ở những tiết học sau.